Xin kính chào ban tổ chức, anh chị em trong ban phụng sự. Hành trình đào luyện ban phụng sự K4. Thay mặt cho anh chị em trong xóm 3, em xin được trình bày phần nội dung của bài tập tuần thứ nhất trong hành trình đào luyện ban phụng sự K4. Đến với hành trình, xóm 3 gồm có 6 chị em: Minh Tuyến, Phương Anh, Mai Hà, Tô Hằng, Mai Hương và Nguyễn Hoa. Xóm 3 lấy tên là Nâng Đỡ và với phương châm đào luyện chính mình. 6 chị em xóm 3 xin cam kết: 1. Về định pháp, đào luyện chính mình. 2. Về cương pháp, vào Zoom buổi học đúng giờ, vắng, bận, sẽ nhắn cho đồng đội văn hóa gọi điện 5 phút mỗi ngày, họp định kỳ mỗi tuần một lần, 5 đến 6 giờ sáng thứ Bảy. Văn hóa xác nhận khi đọc tin nhắn trong nhóm. Mỗi ngày thu hoạch ít nhất một tim, đọc bài của đồng đội, gieo hạt đạo đức, quay video rèn thân gửi vào nhóm. 3. Hành pháp, kết bạn Zalo, lưu số điện thoại, gọi điện cho nhau, tham gia các buổi học đầy đủ. 4. Hộ pháp, bao gồm sổ bút, tham gia nhóm Zalo, Facebook của hành trình. 5. Tâm pháp, chủ động, không sợ phán xét, chia sẻ. Xin cảm ơn ban tổ chức, anh chị em trong hành trình đào luyện ban phụng sự K4 đã theo dõi và lắng nghe. Kính chúc bà con luôn sức khỏe và đào luyện bản thân cũng như phụng sự vô điều kiện các hành trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.